Úi dồi ôi. Hàng khủng, hàng khủng. Nhâng đầu lên đi. Sao không biết? Chào anh em nha. Hôm nay lại đi câu buổi sáng nha. Vừa mới buông cần xong, dẫn chỗ cũ. Hôm nay có thêm cần thủ Duy và cần thủ Hùng đang ở bờ bên kia. Toàn các cao thủ câu cá. Hôm nay anh em hội ngộ về đây để câu, xem kết quả hôm nay thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh nha. Anh em ủng hộ kênh thì ấn like và đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Cảm ơn anh em nhé. Thảo á? Câu vâng. Giờ này ít câu. Đang câu rồi. Đấy, được nhiều tôm phết đấy. Bé bé là mà. Phía đầu này vẫn có này. Mỗi hôm chắc phải được mấy cân chứ? Vậy mỗi hôm chắc phải được mấy cân chứ? 3 cân. Mấy lạng thôi mà. Mấy lạng thôi à? Này không đủ tiền xăng. Có ngày thì được cân hơn cân, có ngày thì được mấy lạng. Không làm ăn đất không quá thì không được con nào. Nó cạn chơi rồi. Con này to lắm à? To. Còn chưa thấy đâu này. Úi dồi ôi. Hàng khủng, hàng khủng. Nhâng đầu lên đi. Sao không biết? Đừng vào mắc rác là được. Có rác thì hay có cảm giác cả cái.